Bonjour, je m'appelle Anne. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes familles. Ô, quá dữ luôn ta. Dạ. Con gái của ba, trời ơi, nói tiếng Pháp nghe đã thiệt. Con nói cái gì vậy? Dạ, mà ba ơi, con quên nói với ba cái này nè. Cô giáo nói là mời ba tuần sau tới lớp của con xem con thuyết trình về gia đình bằng tiếng Pháp đó ba. Wow, con gái tôi dữ vậy ta. Dạ. Được mời thuyết trình là giỏi lắm rồi nghe. Dạ. Nhưng mà từ sau ba kẹt rồi con. Từ sau ba có công việc rồi. Thôi ba xếp lịch đi. Để ba thu xếp. Con hãy tin một điều, nếu ba thu xếp được ba sẽ nhào tới trường để trời cái đó hãnh diện mà. Ráng ráng nha. Còn không được đừng buồn ba nghe chưa. Ba. Gì vậy? Ở lại đây. Ba ơi, hè này ba dắt con đi chơi nha. Trời đất ơi, từ giờ mà con tính tới chuyện hè rồi hả? Thì hè rảnh thì dắt đi chơi thôi. Ba chỉ sợ lúc đó ba phải bận đi công tác. Thôi ba đi công tác hoài vậy. Trời ơi, ba là trưởng phòng ba phải đi công tác chứ. Mà đợt này á, ba đi vài ngày nè. Ba không biết gửi con với Bình sao đây nữa nè. À, hay là ba cho con đi theo với. Không được con. Trời ơi, ba đi làm việc nhiều lắm rồi. Vừa phải lo công chuyện, rồi vừa phải tiếp khách, rồi vừa phải lo cho chị em con nữa. Trời ơi, lúc đó cho ba nổ cái não rồi luôn á. Nếu mà ba có đi vài ngày thì chị em ở nhà ráng bảo ba nha. Có gì ba nhờ chị Vi chạy qua chạy lại xem chừng giùm. Mà nhớ là phải hả dọn nhà sạch sẽ chứ không được mà bày biện như mỗi lần trước mà đi công tác về một cái là cái nhà như là hả một cái bãi chiến trường luôn á. Nhớ nghe chưa? Từ lúc á mà con với em Bình ở đây nè là con chưa bao giờ được ba dắt đi chơi xa hết đó. Thì ba đi làm công chuyện mà một mình ba đi làm phải lo cho hai đứa con cực lắm con chứ không phải đơn giản đâu. Giờ buông ra một cái mấy cha con mình đi chơi xong giờ đi ăn mày con chịu không? Đúng không? Mình chưa kể là sắp tới có thêm... Thêm ai? À thôi, từ từ con biết. Trước sau gì cũng biết mà, từ từ biết. Để đi. Ba ơi, hả? Sau này ba có vợ với lại có con thì ba có còn thương con với lại Bình đúng không? Không được hỏi những câu hỏi đó nghe chưa? Càng ngày càng lớn, càng có những cái câu hỏi hóc búa, những cái câu hỏi kỳ cục. Ba không thoải mái mấy câu hỏi đó đâu nha. Không được hỏi nữa. Dạ. Alo. Tới rồi hả? Ồ. Rồi rồi. Cái gì? Tôi lo luôn. Thì biết là ruột thịt rồi nhưng mà trời đất ơi. Rồi thôi được rồi để tôi lo luôn cho. Dầu gì cũng có hai đứa từ trên trời rơi xuống rồi. Bây giờ thêm một đứa nữa bắt quá đi xa thôi. Rồi được rồi tới rồi kêu ở đó chờ chút đi tôi chạy ra tôi rước vô nha nha. Trời ơi thêm một thành viên từ trên trời rơi xuống nữa. Cái này mệt lắm rồi. Thành viên đó là ai vậy? Sắp sửa thêm một thành viên mới tới nhà mình nữa. Giờ ba phải chạy đi đón. Con ở nhà canh nhà nha, đừng đi đâu chơi nha. Ai vậy? Từ từ rồi con biết mà. Thêm một thành viên mới. À, chết rồi. Vậy là mình với em Bình sắp sửa bị ra rìa rồi. An ơi, thấy cái chìa khóa xe máy của ba đâu không? Xe máy. Alo. Trời ơi. Alo. À. Đang có công chuyện. Ủa? Không biết xe làm sao bị xẹp. Anh Tôn. Hả? Xe bị gì vậy? Vậy nha. Ủa? Anh bị gì vậy? Không biết làm sao mà hai cái bánh xe nó mềm xèo hết trơn mà đã bây giờ đang có công chuyện gấp. Mà phải dắt cái xe đi nữa thiệt mệt gì đâu á. Không mấy lấy xe em đi nè. Ủa được không? Được lấy xe em đi. Cô Linh ơi. Ủa? Sao con? Dạ anh Winner đánh bạn trong lớp nên bị cô giáo phạt á. Cái gì? Cô nói cái gì? Cái gì? Sao con biết chuyện này? Dạ tại vì anh Winner gọi điện cho con nói là nói với cô Linh á. Lên cứu anh liền đi. Cô Linh nhanh lên. Thôi em đi nha, em không cho anh mượn xe được rồi. Khoan đã Linh. Ủa? Con làm gì có điện thoại mà Winner gọi điện cho con? Dạ. Nhìn ba nói chuyện nè, ngó đâu vậy?
Dạ con xài điện thoại bàn. Anh Nguyên gọi cho con bằng điện thoại bàn. Ở nhà mình toàn là đồ giả không, làm gì mà gọi được. Có chuyện gì giấu ba đúng không? Dạ. Nói ba nghe, nhìn ba. Thôi, bình tĩnh anh, từ từ. Nói chung là chuyện của hai cha con thì hai cha con giải quyết đi. Giờ em đang gấp, anh coi kia sửa xe nha, em đi rước Minh được. Đứng đây, đứng đây. Anh Minh nữa nó đánh mạng chết lắm. Đứng đây, nghe anh nói nè. Có chuyện gì giấu ba? Dạ. Nhìn ba. Dạ. Nói. Dạ là cái. Nói liền. Dạ là cái người hồi sáng mà ba định rước á, không có muốn người đó về nhà của mình đâu. Cái người nào? Dạ cái người lạ đó, con không có muốn người lạ đó về nhà của mình đâu. Cái gì? Anh đang định đi rước một người lạ nào khác về nhà anh hả? Anh Tùng, nghĩa là anh đang cưới thêm vợ thì cả. Trời ơi, không bao giờ em để chuyện đó xảy ra. Không bao giờ em để xe em anh chở người khác trên xe em đâu. Bình tĩnh đi mà. Không bao giờ em quăng chuyện quá cho anh luôn. Cái em gì vậy? Anh sửa xe anh đi luôn. Em không cho anh rước ai vậy hết. Trời ơi, Linh ơi, tôi lại Linh mà Linh. Có con nít ở đây mà làm rừng rừng cái gì vậy? Cô nói cái gì vậy? Dạ. Người lạ nào? Dạ, tại vì nếu ba đem người lạ đó về thì con với em Bình sẽ không được ba thương như trước nữa. Dạ đúng rồi. Không muốn đâu. Đúng, em cũng không muốn đâu. Anh đã có hai đứa từ trên trời rơi xuống rồi. Bây giờ anh rước thêm một đứa nào về nữa. Em không muốn đâu. Con không muốn về trời nữa đâu. Thôi, cái gì vậy? Ai nói người lạ? Đó là cháu ruột của tôi. Cháu của tôi. Hiểu không? Cháu ruột của tôi. Nó lên đây nó học. Tôi đi rước nó lên đây nè. Lo cho nó học trên này. Ba mẹ nó gửi tôi mà. Cái gì vậy? Đó là cháu của tôi. Chị An nói sắp có người xâm nhập vô căn nhà này. Không có dễ đâu. Nếu mà có người vô thì mình sẽ đuổi ra. Biến đi, đuổi ra. Ủa, chị An về rồi hả? Sao rồi chị? Kế hoạch của chị thất bại rồi. Đã vậy ba Tùng còn biết nữa chứ. Chị dở quá à. Vậy em thử lâm vào tình thế của chị coi em làm được không? Trong lúc nguy hiểm em biến đi đâu vậy? Bây giờ sao đây chị? Mình sắp con gói ra khỏi nhà này rồi. Ba! Ba về rồi đây. Ba đã về. Các con hãy cùng nở một nụ cười thật tươi chào đón thành viên mới của gia đình chúng ta. Việc thi xuất hiện. Xin chào mấy em, chị là Thi. Tha. Wow, nhà chú công nhận bự thiệt luôn á. Trời. Quay. Nhẹ tay. Trời, có máy nhạc không à? Trời ơi, máy chụp hình luôn à. Ồ. Trời ơi, chú công có bếp à. Cái bếp bự ta bỏ đó luôn. Bếp này mà con nhóm củi là cháy dữ lắm á. Con nghe nè. Ra đây đứng đi. Để chú giới thiệu. Bếp đó là người ta xài bằng bếp từ cho nên là con không cần có nhóm củi nghe. Nè, bây giờ hai con hãy đứng đây, qua đây. Đây. Chú ơi, tivi cũng bự quá trời luôn nè. Rồi, để chú giới thiệu xong đã, con bớt tăng động lại nha. Dạ. Vuốt tóc cho đó sáng sủa. Đây là việc thi ở núi sập mới lên. Chào hai em, chị tên Thi ở núi sập mới lên. Sao hai em nó ít nói dữ chú ha? Tại vì người lạ người quen tụi nó giỡn dữ lắm. Hai con ơi, chị Thi ở đây học một thời gian và sau đó chị sẽ ở đây luôn, sẽ không về núi sập nữa. Tại sao? Thì tại vì á, con cảm thấy á, trong ngôi nhà này nè vừa ấm áp vừa hạnh phúc nữa, với lại có một người chú hiền hậu đẹp trai phong độ hiền từ nhân hậu nữa. Hạnh phúc quá. Rồi con còn được ở chung với một người em gái nè, nhỏ nhắn như là búp bê vậy đó, xinh đẹp còn đáng yêu nữa, nhìn như là công chúa trong chuyện cổ tích vậy á. Còn có được một cậu em trai nè, vừa đẹp trai, khôi ngô, tuấn tú, nhìn như là một vị hoàng tử trong chuyện cổ tích ngày xưa vậy. Nói chung là con thấy con đứng ở đây giống như là đang đứng ở trong một lâu đài á, hạnh phúc lắm. Wow. Các con của ta, các con có thấy Diệt Thi đáng yêu không? Quá đáng yêu.
Vậy thì còn chần chờ gì nữa? Welcome Việt Thi. Yêu quá chừng. Dạ gì? Chú kiếm còn chi? Tại vì tôi nhớ Vi. Tôi muốn gặp Vi mỗi ngày. Ôi! Ghê quá! Giỡn. Gặp cảm ơn. Cảm ơn chuyện hôm bữa giúp chú. Nếu không có con không biết giờ chú làm sao nữa. Thì mai mốt chú có gì chú nói thẳng đi. Không thích người ta thì cũng phải nói ra. Chứ lượn lờ hoài. Trời ơi, ai muốn lượn lờ gì đâu. Tôi khổ sở quá mà làm như không biết tính tôi vậy. Tự nhiên người ta thích tôi chứ bộ. Chứ tôi thấy gớm gì thì tôi dám lượn lờ với ai. Hey, thái độ gì vậy? Thái độ gì vậy? Hả? Con làm cái gì biểu không? Môi, cái biểu môi tôi thấy rõ ràng. Cái môi đã được không được gọn rồi mà đặt chề chề ra nữa. Trời, làm như tôi không thấy gì. Tôi thấy biểu môi rõ ràng, cái ý là giống như là tôi thích lắm mà tôi giả bộ hả? Hả? Dẹp cái suy nghĩ đó đi nghe chưa? Cảm ơn. Giờ đi đâu? Con đi về. Giờ này giờ làm mà đi về. Con đi làm. Xéo chân qua. Xé qua, đúng rồi. Xé qua, xé qua. Đẩy cái hông lên, đẩy cái hông lên. Không. Xé qua. Đi với đàng hoàng coi, đi mẹ coi. Đi, đi. Xé qua, xé qua, xé qua. Bà đi như bắn cá vậy bà. Xé coi mẹ nè, đi nè. Xé qua, xé qua, xé qua. Đi, 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 đi. Đi đàng hoàng coi, đi. Mình không có giữ, mình giữ cái bài. Xé qua, xé qua, xé qua. Đi mẹ coi coi. Đi tới đây, đi tới đây, đi tới đây, đi tới đây. Đi sang mẹ, xéo qua. Khó quá. Kinh đi, cái gì nhở? Khó quá mẹ. Khó đâu mà khó. Con cứ cố gắng là sẽ làm được, con hiểu không? Tương lai con phải là diễn viên, con phải là hoa hậu, hiểu không? Thì bây giờ nè, con phải tập thể dục, mình phải giữ dáng trước. Rồi sau này á, mẹ sẽ cho con đi học thêm những cái môn để tăng chiều cao. Ví dụ như là bơi lội nè, hít xà đơn nè. Rồi mai mốt đi học bóng rổ chung với anh Winner để cao lên. Cao lên, hiểu không? Một mẹ, chân. Hả? Người mẫu á với lại diễn viên đâu có liên quan gì tới mấy cái môn đó đâu. Con ghét, con chỉ thích nhảy là cờ, cái thuật thì giàu thôi à. Chơi mấy cái môn đó mẹ không có cho chơi mấy môn đó chứ chưa. Chơi cái môn gì mà mình cao lên được, cao lên được. Trời ơi nè, mẹ sợ lắm luôn á. Mẹ rất là sợ con giống như cái gen của ba con là lùn, hiểu không? Thấy không? Nên bây giờ mình phải tập mọi biện pháp để mình tăng chiều cao mình lên. Con thấy không? Nguyên cả cái chung cư này ai cũng gọi con là bé lùn hết trơn á. Phải cao, phải cao. Con ghét ai gọi con là bé lùn đó. Ai mà gọi con là bé lùn á, người đó là kẻ thù của con. Bé lùn. Cái đó, chị mới gọi em là cái gì vậy? Thì em là bé lùn thì chị kêu em là bé lùn. Nè Thi. Dạ. Candy không thích ai kêu bằng bé lùn đâu nha. Đúng không? Dạ đúng. Không? Ừ, nhưng mà tại vì mình không cao thì người ta kêu mình bằng bé lùn. Tên bé lùn dễ thương mà. Trời ơi, cái mặt giận kìa, cái mặt giận nhìn cũng lùn nữa. Thôi. Trời ơi, dậm chân mà nhìn cũng thấy ghét nữa kìa. Candy, con không có hổn nha. Chị Thi với lại ba Tùng ở đây là ghẹo con mà. Ừ. Hên ha. À, thôi con thưa cô Linh đi về học bài đi con. Dạ, con chào cô, con về. Ba bé lùn nha, hẹn gặp lại nha. À, anh Tùng, ở lại đi dạo với em một vòng. Thôi đi, đi về con. Về con. Ba bé lùn nha. Anh Tùng. À, anh Tùng. Từ nay trở đi, cái chuyện nhà quê đó sẽ là kẻ thù của mình.